Vâng, em chào tất cả các cái gì chú bác của ngày phiên tối ngày hôm nay nha. Hôm nay em có một số mặt hàng, hàng combo này. Đó, đây là hàng combo hình đầu tiên thì dành cho các bác sưu tầm. Bác nào mà mới chơi lan á, hoặc là chưa có mặt hàng nào mà đầy đủ thì các bác cứ lấy mặt hàng này về ghép chơi nhá. Đây, có mấy cây nhạn này. Đây, 2, 3, 4 cây nhạn luôn. Còn cây trâu, có một cây trâu to này nhá. Đây, một cây này. Cái thứ hai này. 2, 3 cây trâu nguyên bản, 4 cây khúc nhạn nhá. Với lại em cộng thêm một cây mấy cây quế tím này, rất là nhiều luôn này. Đây, đây là hàng combo này. Lô này em bán có giá là 200k, đây là hình đầu tiên nhá. Tiếp tục là hình số 2. Hình số 2 này, hình số 2 là hàng toàn lá mít này. Cây trâu nha các bác nhá, một cây này. Lá mít cực kỳ đẹp nhá. Cây thứ 2 này. Cây thứ 2 này rất là đẹp luôn này. Bản lá này. Cây thứ 3 này có lụ rồi nha. Rất là đẹp luôn, lá mít nha. Và cây thứ tư cũng có lụ này. Đó, đơn lá mít này 4 cây lá mít, 3 cây lá mít to với 1 cây lá mít nhỏ vừa. Đơn này, đây, đơn này bán có giá 200k. Bác nào lấy về thì ghép chơi nha các bác nhé. Đây là trâu buôn đôn các bác nhé, chuẩn vùng miền nhé. 200k, đây là lô 2. Tiếp tục là lô 3 là hoàng nhạn cực kỳ đẹp, cây to nha. Đây, cây này cực kỳ to và đẹp luôn. Đó, cây này rất là nhẹ, toàn nhẹ cước không này. Cây này là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cặp lá. Cây nhạn 5 cặp lá, cây to, lá rụt rịt, cây to nhé. Cây này là cây thứ 2, cũng lá mít, 1, 2, 3, 4, 4 cặp lá. Bên này là có cây em của nó nhé. Cây em như kiểu là mẹ bồng con luôn. Cây này sang năm. À, đây, cây này có năm ngoái rồi. Năm nay á, năm vừa rồi đã cho hai ngầu hoa rồi. Về các bác chơi cây này sẽ có hai ngầu hoa tiếp theo nha các bác nhé. Đó, Tết ý là của anh Tết xong là tháng 4 này. Tháng 4 là nó sẽ ra hai ngầu hoa tiếp cho các bác chơi này. Đó, đơn này cây to này. Đây, đơn cây to này. Đó, cực kỳ đẹp. Lô này bán 500k, đây là lô số 3 nhé. Đó, lâu lâu mới có hoàng nhạn to đẹp nha các bác nhé. Tiếp tục là hình số 4. Hình số 4 của cây trâu mít này. Đây, cây này là 1, 2, 2 cặp rưỡi lá. Cây rất là to luôn. Cây này có ngọn quả cũ của nó này. Với lại có nụ dài ra rồi các bác nhé. Có nụ dài ra có quả này. Đó, cây trâu mít to. Em đo từ đây qua đây là tầm 45 phân nha. Đây, cây dài 45 phân. Đây, bản lá cực kỳ đẹp, không lỗi lá một xíu nào luôn, cây to này. Cây này 2 cặp rưỡi lá, cây này có nụ này, có quả này. Đó, quả các bác mang về khi nào mà nó khô á, về ươm lên làm giống nhá. Cây này bán có giá là 200k thôi các bác nhé, cây to này. Đó, cây to này có 200k. Đây là hình số 4. Kiểu lên đâu. Tiếp tục là hình số 5. Hình số 5 toàn là cây nhạn lá mít nha. Đây là hình số 5 này, toàn là cây trâu, cây nhạn lá mít. Bác nào không lấy đơn này rất là tiếc luôn này. Một cây này, cây thứ 2, cây thứ 3, bản lá rất là to. Cây thứ 4 này, cây thứ 5 này, cây thứ 6 này, cây thứ 7 này, cây thứ 8, một khúc 3 cây luôn. Đó, chỉ chít toàn lá mít. Cây thứ 9 này, cây thứ 10 này, lá mít hết nha các bác nhé. 11, một khúc 3 cây này. Đó, đơn này em bán có giá 300k này. Đó, 300k các bác có thể mua hàng lá mít này khi nào mà nó lớn lên. Các bác trồng lên rồi bán lại cho người khác thì phải gấp đôi cái giá tiền của em 300 này nhé. Đơn này hình 5 nhé. Rồi hình 6, hình 6 cây nhạn to này. Một cây này. Cây thứ 2 này. Còn cây to luôn nha. Cây thứ 3 này. Đó. Cây thứ 4, cây to hơn nhé. Cây thứ 4 cây to hơn này. Đó. Cái hàng rừng là nó không thể tránh khỏi là cây lá nó bị héo như thế này là mùa khô á. Cái mùa nó khô là nó bị héo, giờ người ta phát hiện ra được cây như thế này là trong vào cái lúc mùa mưa vừa rồi á, là cây nó mới khỏe lại nha các bác nhé. Đó, cây to rất là đẹp, cây này 1, 3, 4, 5 cặp lá luôn. Đó, và cây cuối cùng, đây, cây to luôn. Có cây, đây, cây này là lá mít đồng xu nhé. Có cây lá mít đồng xu bên cạnh này.
Đơn này bán 400k cho 6. Và hình số 7. Hình số 7 của các cây nhãn. Nói chung là tầm vừa vừa. 1 này. 2. Đơn nhãn tối nay toàn đẹp, bản lá rất là to này. Bản lá rất là to luôn. 3. 4. 5. 5 khúc nhãn to này. Em thêm một khúc 2 cây. Tổng là 6 khúc. Tổng là 6 khúc 7 cây nhé. Toàn hoa hoa nhãn cực kỳ đẹp nhé. Lô này em bán có giá là 300k các bác nhé. 300k hình số 7 này. Tiếp tục là hình số 8. Hình số 8 là cây trâu nữa. Đây, cây trâu nhé. Một cây. Cây lá mít cực kỳ vàng đẹp luôn này. Cây này không phải nó bị bệnh hay là nó thiếu nước này kia đâu. Cây này là nó ở chỗ nắng này. Cho dù nó ở chỗ nắng 2-3 năm, cây này nó vẫn vàng lại nha. Nó vẫn vàng như thế này nha các bác nhé. Cây này rất là ít lây bệnh luôn. Cây vàng như thế này rất là khỏe luôn này. Một cây này. Cây thứ hai này. Cây thứ ba này. Lá mít đẹp luôn á. Đây. Cây thứ tư này to hơn này. Và cây thứ năm nhé. Đó, 5 cây hoa trâu lá mít to này. Đơn này em bán có 200k thôi nha. Đây là hình số 8 này. Tiếp tục là hình số 9, combo. Combo 3 loại nhé. 3 loại này có 100k. Đây, một cây nhãn lá mít rụt trịt. Một cây trâu lá mít nguyên bản. Với lại một khúc chân bướm này. 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 khúc chân bướm nguyên bản này. Đơn này em bán giá 100k hình số 9 nhé. Hình số 9 là hàng combo nhé. Tiếp tục là hình số 10. Hình số 10 em có một cây trâu nguyên bản mít to là một cây này. Hình thứ hai này, cây trâu mít to luôn. Thứ ba này, ba cây trâu mít to này. Đơn này em bán có giá là 200k thôi. Đây là hình số 10 nha. Và hình 11 các bác nhé. Hình 11 này. Dạ. Hình 11 em có hai cây này. Hai cây to nó ngang nhau nhé. Một cây này. Cây này nó to nhưng mà chưa thấy nụ luôn các bác nhé. Một cây này, đây, bản lá này. Tầm 40cm, dài 40cm nhé. Một cây. Cây thứ hai thì lại có nụ rồi, lá mít này. Cây này thì tầm 30cm nhé, dài 30cm này. Cây to luôn, hai cây này. Hai gốc to ngang nhau, cây này là một cặp luôn á. Cho các bác trồng, 200k, hình 11 nhé. Và hình 12 em có cây trâu mít thân dừa to, thì đẹp luôn này. Có 200k thôi, bác nào mà không lấy đơn này rất là tiếc, hối hận cả đời luôn á. Đây, cây này rất là nặng, cây này là bên này 3 lá nhé, bên này cũng 3 lá này. Bên này 3 lá này, bên này 3 lá này. Đó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cây thân dừa rất là thẳng, có nụ dài già ra rồi. Cây to, lá mít. Cây này tầm 3 mấy, 3, 8. 3, 7, 3, 8 nha các bác nhé, dài 3, 7, 3, 8. Đây, cây này em bán cái giá 200k này. Đây là hình số 12 nha. Tiếp tục là hình 13 này. Hình 13. Bác nào mà yêu thân dừa nữa thì lấy đơn này. Cực kỳ rẻ, một cây nhá. Một cây thân dừa này. Cây thân dừa lá mít thứ hai này. Đó, bản lá rất là to. Lá vàng luôn đó. Có nụ rồi nhá. Thân dừa thứ ba này cũng có nụ luôn. Đó. Thân dừa thứ tư này. Thân dừa thứ năm này. Cái này là người dân họ đi lấy về á, họ bỏ vào bao là bị xém ít lá miếng lá này thôi. Nhưng mà vẫn có nụ này. Cho các bác về chơi. Năm này. Cây số 6 này. Nụ rồi. Cây số 7, 7 cây thân dừa này. Còn cây to to không? Đơn này em bán 2,50 thôi. Các bác đi mua chỗ khác, đơn này ít ra người ta bán là 3,50. Nó thật luôn, và cây sân dừa mà. Đó, đây là hình 13. Và tiếp tục là hình 14. Hình 14 là đâu? Toàn lá giống, lá mít. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này. Bảy cây này. Tám cây này. Hàng giống toàn đẹp luôn. Chín này. 12 cây.
hai cây toàn lá mít cực kỳ đẹp, lô này bán 300k các bác nhé. Đây là hình số 14, 300k. Đấy, bây giờ thì các bác không cần hàng giống này, sau này các bác rất là cần luôn, rất là khó kiếm mấy cây hàng giống như thế này. Hình 14 nha, và hình 15 là hàng em sale nhé, hàng em sale này. Một cây này, cũng có nụ rồi này, một cây này. Cây thứ hai có nụ luôn. Cây thứ ba là cây lá mít là nó bị tét một ít lá bên này, nhưng mà em vẫn để như vậy nhé, cũng có nụ này. Cây thứ tư này, cái thứ năm này, cái thứ sáu này, cái thứ bảy này, cái thứ tám này, cái thứ chín này, và 10 cây này, 10 cây to luôn. Đơn này em bán giá 200k, hình 15 nhé. Hình 16 là em có cây trâu nguyên bản là một khúc hai cây này, lá rất là dày luôn, cực kỳ đẹp, hai cây nha các bác nhé, khúc nguyên bản mít này. Đó, đơn này hai cây đó, hai cây mít nha, hai cây mít này. Đây, hai cây này chưa thấy nụ đâu nha, chắc nụ đang sưng á. Đây, bản lá rất là to, cây lá mít chấm tím luôn. Đây, lá chấm tím như thế này rất là đẹp này, đó, như bông hoa luôn này. Cây này bán 200k, hình 16 các bác nhé. Đó, nó một khúc cổ rất là đẹp luôn này. Tiếp tục là hình 17, là hình cuối cùng nha. Hình cuối cùng là em có đơn này cực kỳ độc và đẹp luôn. Đó, đơn này toàn nhạn lá mít này. Một cây, cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư, toàn lá mít luôn á, cây thứ năm, thứ sáu và cây thứ bảy nhá. Bảy cây hoàng nhạn lá mít này, bảy cây nhá, hoàng nhạn lá mít. Em thêm một cây trâu lá mít cực kỳ đẹp luôn. Đây, như lá đồng xu này, cây này giống lá đồng xu, y chang như đồng xu luôn á, nhưng mà gọi thì nó cũng như lá đồng xu rồi. 300k lô này, lô 17 nhé. Đó, tối nay em có một số mặt hàng đó thôi. Bác nào mà yêu thì các bác cứ gọi thì về theo số của em các bác nhé. Em chào tất cả các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ nhé.